Ông chơi tu hu 7 đi, game giống bắn gà. Ôi trời ơi, chế máy lồ thì mẹ, thế mà bắt co này thì mẹ là tuổi lồ. It was at this moment that he knew he fucked up. Look at this, look, what the fuck is this? Với tư cách là một chùm bắn gà trong xóm, chọn easy là xúc phạm tôi. Cho nên tôi chọn khó. Are you sure about that? Wow, game này bắn gà phiên bản Wii U à? Game này đơn giản hơn tôi tưởng khó hơn. A few moments later. Ui ôi, anh sai rồi, khác biệt. Anh sai thật rồi. Dễ. Ui ôi, ui ôi, chị bắn em như các cụ bắn pháp ngày trước. Thôi chị ơi, em đầu hàng, đừng bắn nữa, nhiều quá. Viên đạn ấy không thể nhân rồi. Ôi trời ơi, chị giải bom. Thôi, đầu mắc mắm rồi. À, cái gì ấy? Mình chấp họ. Ôi. Con này xuống easy không nhỉ? Không được. Giờ mà xuống easy thì viewer cười nhạo, bạn bè khinh bỉ, chắc mấy đứa trẻ trong xóm cũng khinh mình mất. Mình phải giữ vững danh hiệu chùm bắn gà trong xóm. Lại gửi đến ông recommend game này. Ui dồi, nó không giống bắn gà một tí nào cả. Look. Không giống một chút nào. Cố lên, sắp thắng rồi. Psych. Ui dồi, cái gì đây? Chị phun đạn đi đích kìa. Ui dồi, chị phun thuốc sổ à. Lại phun tiếp. Ui dồi ôi, phun bằng hết luôn. Cứ bay tửa lừa rồi chị ơi. Ui à. Chịu. Ui dồi. Chị giải đạn như giải cức thế này thì em chịu. Chịu. Tôi chịu. Thua. Đầu hàng. Full power mode. Wow. Em tuyên bố luôn là sẽ bắn vỡ mồm chị và gọi chị là thằng đầu bùi rẻ rách. Thế thôi nhanh. A few moments later. Ôi, em xin lỗi vì đã nghi ngờ khả năng của chị ạ. À. Em xin lỗi. Ôi. Game vãi hộ. I'm a genius. Ui. Bình tĩnh. Đúng rồi. Oh, yes. Vỡ mồm. Đây là thứ tôi phải đối mặt đấy. Chế độ khó đấy. Nhìn nó đi. Đeo đấy. Ui. Vãi cứt. Easy. Quá giỏi. What the fuck. Ủa, mình qua được kìa. Lại nữa. Đấy, qua được. Lách thôi. Dương. Đúng bom rồi. Ôi. Qua rồi. Quá rồi. Ôi quá rồi. Vẫn còn à? Tôi bốc cuối thôi. Ôi, lại thủ trưởng làm gì đấy? Ôi, nó muốn quát kìa, mẹ kỹ năng khá mạnh. Tuần mẹ mà đánh chết cha bây giờ. Ui ôi. Giao thông trên đường Trường Chinh Simulator. Ôi. Ôi.
Thắng chưa? Psych! Ôi! Hòa nhạc ánh sáng kìa! Quả bom cuối rồi, chết đi! Ôi, có sống kìa! Ôi, thắng kìa! Cheers! Cheers! God gamer coming through, motherfucker! Yes! Thắng rồi. Người đau quá. Mắc rồi. Hãy subscribe để tôi vượt qua nỗi sợ hãi này.